Kính chào khán giả, kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn của truyền hình Sóc Trăng. Mở đầu bản tin hôm nay, mời khán giả cùng theo dõi các thông tin về tình hình xâm nhập mặn. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua độ mặn cao nhất trên sông Hậu tại Trần Đề, chúng tôi quan trắc ở mức là 6 phần ngàn, tại Long Phú 2,9 phần ngàn, Đại Ngãi 0,2 phần ngàn, An Lạc Tây thuộc huyện Kế Sách độ mặn 0,1 phần ngàn. Trên sông Mỹ Thanh tại cầu Mỹ Thanh 1 xã Thành Thế Thuận cho độ mặn là 1 phần ngàn trên phường 4 thành phố sóc trăng 0,5 phần ngàn, sông Du gia thuộc xã thành phú 0,4 phần nghìn tại khu vực ngã năm cách ranh bạc liêu 1,2 km độ mặn là 0,2 phần ngàn. xin được chuyển sang các thông tin về thời tiết thưa quý vị trong 24 giờ tới thì khu vực nam bộ được dự báo là mây thay đổi đêm sẽ có mưa rào và giông vài nơi ban ngày thì trời nắng chiều sẽ có mưa rào và giông đại rác có nơi có mưa vừa mưa to và trong cơn giông thì cần đề phòng có sấm sét và gió giật mạnh Cụ thể cho các tỉnh thành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là mây thay đổi, đêm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày thì trời nắng, chiều mai sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Và trong cơn rông thì quý vị cần đề phòng có gió giật mạnh, lốc xét, gió tây nam thổi cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay giảm xuống từ 26 cho đến là 27 độ, còn nhiệt độ cao nhất ngày mai dao động trong khoảng là từ 33 cho đến là 34 độ. Cụ thể cho thời tiết trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng được dự báo là mây thay đổi, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày thì trời nắng. Trưa chiều sẽ có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông thì quý vị đề phòng có sấm sét và gió giật mạnh, gió tây nam thổi cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh dao động trong khoảng là từ 26 cho đến là 34 độ, độ ẩm trung bình trong không khí ở giờ khoảng là 70%. Đối với bà con đang hoạt động trên vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu kéo dài cho đến Cà Mau với thời tiết là mây thay đổi, sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông thì đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 có lúc cấp 4 biển bình thường. Về tình hình thủy dân, vào ngày mai thì hai con nước lớn sẽ xuất hiện trên sông Hậu tại đại Ngãi, ước đạt là 1m35 và 1m57 vào lúc 4 giờ và 15 giờ 30 sau đó xen kẽ là hai con nước rồng giảm xuống là dưới 0,8 và dưới 1,50 m vào lúc 10 giờ 30 và 23 giờ 30. Tại trần ngày mai, hai con nước lớn là 1,65 m và 1,87 m sẽ xuất hiện vào lúc 3 giờ và 14 giờ 30. Còn hai con nước rồng giảm xuống mức thấp nhất trong ngày là dưới 0,66 và dưới 1,44 m vào lúc 9 giờ 30 và 22 giờ 30. Đến đây, bản tin dự báo khí tượng thủy văn của truyền hình Sóc Trăng xin được khép lại. Rất cảm ơn khán giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.